Đúng không? Đúng không? Cái loại súng của nó lại súng hơi khi lét đấy cơ. Súng cồn, súng cồn, súng cồn anh ạ, cồn. Bây giờ toàn súng cồn thôi. Cồn đâu, bơm bằng hơi, nó 3.000 kg hơi rồi. Thích bản chết. Đấy. Nhìn thấy chim cua 3.000 kg hơi rồi. Bắn chim mà nhìn thấy chim cua về thì bản chết. Cái bình hơi nó để chỗ nào? Ngay trên nó bằng bắt tay thôi. 100 mét cò trắng cục phát gãy cánh, gãy chết ngay, gãy luôn. Bắn nặng rồi, nó bắn ngày xưa nó bắn nhẹ bằng hơi lén được không? Kiếm nhỏ giảm thanh bằng hơi lén quên được không? Súng của nó ngoan. Súng ấy nó lấy nòng súng Đức. Súng Đức tiệt nó giờ súng tự chế mà. Súng chế. Nhưng mà súng ngày xưa đâu. Nó chế nhưng mà mẹ nó hát ai ngắn nhé. Súng mẹ nó bắn chất lượng. À đây hình bắt nhờ. Bắt chế là súng này. Ừ. Vì Hà Nội quên nhà bên này. Chứ mọi người có đinh như thế nhiều lắm. Kể cả hai không mấy mấy không mấy, mấy mấy thằng sáng tác ra những loại bụi súng bé tí nào nằm nằm bắn đạn thật đâu không ạ? Bắn này. Mà bắn chỉ là chỉ đạn 12 chứ không? Ừ. Đấy mà lại chỉ to hơn tí. Có chỉ là đạn. Có cả chỉ to hơn. Đó nó ở thêm tấn nó mua chỉ đó. Là cái loại mà cứ 70 mét quá trắng nha. Bùng phát dễ đạn luôn. Ông kia đấy cái thằng gì con nhà ông Sơn Xuân Nguyên nhỉ? Thằng gì công an nhỉ? Trinh cái ông kia nó đi bắn được 2-3 con cò bọ. Súng lên súng đầu nó đéo năng suất thằng nào. Hả? Đi bẻ nó phải lấy mục tiêu nó ngắm lâu lắm. Giống như là súng kiếm. Cái đây ví dụ bắn con cò 100 mét. Không phải có điểm kê, điểm kích. Điểm kê này cái thứ hai là phải điểm bắn cao vào đầu súng được. Ông bảo thì lấy độ thăng bằng ngắm mất luôn. Đó. Cũng mình xin đi chỉ cần nhìn thấy cái chỉ cái này đã xong rồi. Không nhìn xuống hơi, xuống hơi là ngắm đầu xuống đấy. Xuống này nó bán áng rồi. Gọi là xuống tỉa thôi cô ạ. Cho tôi tưởng nó phải nhằm đi mẹ về chuẩn trí. Đúng nhằm nhưng mà đâu là con chim ở ngoài kia. Có thước mà dăm 70 mét là mình phải không cái này phải bắn quang luồn không? Cái này xuống này xuống nén nó bắn quang luồn. Ngòm mỗi luồn toàn mấy cái ngoài. Không, chúng nó toàn nó luồn đấy. Nếu mà ngắm bóng nhỏ mà thì bắn dạ lấy được mục tiêu thì bay mẹ mất. Xưa bắn mũi thủy cào, mẹ bắn kinh ngắm. Ngày xưa đi mẹ thằng con xuống sau thằng con thảo du này nó xuống con ấy nhưng không lấy nhà lại rẻ xuống nó còn nó lấy xong nó bán thằng thơm lương nó mang vào đấy. Đúng không? Nó thu. Ông già vợ đâu có một khẩu. Tăng trong sân thiệu. Ngày xưa là ông lớp 10, lớp 9, lớp 10, lớp 10 trên kia. Đây mua ngoài vợ đi bán gàng thế này. Đặt phát 100 mét. Bán đàn đẹp quá con gàng bị đổ rồi. 45 mua là... Bán mình bán đẹp rồi gắn lên với con gàng đổ. Không ghém hay lòng. Mẹ bán chỉ sản. Còn mới 99%. Cũng như là chưa xước một tí. Rồi toàn xin bố ấy này là mua thằng Thao Du nó bảo nhà nó vẫn còn khổ thế sao? Mẹ nó bán cái thằng Thơm Nương. Ở trước đấy là ông mua 6 tấn thóc nha, làm 4 nhập. Đấy thằng súng ấy nó lấy bắt ông là tao tay tao mua súng. Có đăng ký không mà. Thế mãi sau thì hỏi còn lại ông bảo là nó bị thu mất cái giấy đăng ký. 9 rồi. Thế là ông lấy không dùng nữa ông để gọi. Nó cái nổ đèn cay bắt đầu mình mở mang sao lắm rồi mình nhìn thấy con răng mới đổ ra. Bây giờ còn sao còn đứng hiếm hơn nữa. Cái cổ khẩu đèn. Mang ra bắn sóc của mình sóc của đi xoan. Đèn hào xuống kia nó bắn chi sẵn rồi. Thế này cho mẹ là ông mẹ bán mẹ trong kia 15 triệu. Gần như mới tinh. Hồi thế 9 tháng 10 vẫn đi ghé. Có một người dùng với khu được đến tay thứ hai. Ông hay nói. Nếu mình không, ông dùng việc thật. Đi xuống đây là ông đưa mẹ em. Nhưng mà cái ông gửi cho tôi tin nhắn là tôi viết cho ông theo địa chỉ được cần đéo thì chạy lên nhà gì bây giờ bắn cứ lại xuống đấy thì mẹ là cái tiếng động nó bé cò cũng đâu bị loạn nhà để hồi xưa bắn gắn kia lỗ thì bị rất tất vô viên rồi sao rồi viên thì là nó làm mấy con không không mà lỗ viên là bị cá nó cánh lên